Việt Nhật xin chào các bác, bên em vừa về dòng máy rửa xe tăng áp của thương hiệu Pmax. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm. Đi kèm theo thì không thể thiếu đó chính là dây đầu ra đầu vào. Đây, cuộn dây đầu ra của nó đây, em cũng chưa tháo ra. Thì chúng ta có thể thấy đây, phía ngoài thì nó được bọc cao su đó, và có những cái sợi dây kẽm carbon này nha các bác nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Rồi, dây đầu vào của nó thì chúng ta có thể thấy đây, ở phía đây thì nó sẵn cái đầu lọc này, và nó sẽ có một cái đầu dây ra đây thì chúng ta có thể bắt trực tiếp vào cái vòi nước nhà chúng ta nhé. Đó, và có hút nối nhanh này, bình bọt súng, đầu nối dài ra một chút. Vào đây chúng ta có thể xem cái con máy rửa xe Pmax của chúng ta với màu đen là MX183 các bác nhé. Chúng ta sẽ nhìn tổng thể nó một chút trước khi em giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này. Và mình sẽ thấy cách cái ngoại hình của nó nhìn rất là nhỏ gọn và đẹp, nó tổng thể là cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta có thể xem luôn cái cân nặng của nó nhé, con này nó sẽ là nặng bao nhiêu. Con này thì cái tổng trọng lượng của nó là 9,5 cân, 9,5 kg. Thì chúng ta di chuyển khá là dễ dàng, đỏ đen phối cực kỳ là đẹp luôn. Và nó sẽ có cái phần là dơ le ở phía lên đây, phía đằng sau này, để khi điện nó bị quá tải hoặc không ổn định thì nó sẽ ngắt các bác nhé. Đây là một trong những cái tính năng an toàn để bảo vệ cái sản phẩm máy rửa xe của chúng ta. Nó sẽ giúp làm cho nó ổn định hơn. Rồi, chúng ta sẽ qua một chút về cái thông số kỹ thuật của nó đây. Con này thì nó sẽ có công suất lên đến là 2350W đấy, và cái dung lượng nước của nó là 130 PA và 10 lít trên phút được chưa ạ? Đó, áp suất nước của nó. Ok. Cái này thực ra thì nó là dòng tiếp cận theo cái cách mà nhà sản xuất giới thiệu, thì nó là tiếp cận với lại cái dòng gọi là cao áp các bác nhé. Nó tăng áp thì nó tiếp cận với lại cái hàng cao áp. Đấy, thì chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta sẽ test luôn xem nó hoạt động ra sao mọi người nhé. Ok các bác, và dòng máy rửa xe Pmax với model là MX183 hiện tại bên em đang phân phối với mức giá là 2.100.000. 2.100.000 bảo hành cho chúng ta là 6 tháng, đến nơi thì các bác cứ test thoải mái, nếu không cảm thấy ok thì chúng ta có thể trả lại hàng và không mất bất kỳ một cái phí nào các bác nhé. 2.100.000 bao ship bảo hành 6 tháng. Bác nào quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ bên em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388 hoặc qua website điệnmayviệtnhật.vn để bên em có thể hỗ trợ cho mọi người. Cảm ơn các bác rất là nhiều.